ngân hàng đã luôn là mục tiêu của mọi tên cướp trên thế giới. Chính vì thế, đây cũng là một chủ đề nóng mà điện ảnh tập trung khai thác. Chào mừng quay trở lại với Tentacles, và sau đây sẽ là top 10 bộ phim về đề tài cướp ngân hàng hay nhất mọi thời đại. This is the not screwing around crew. So find me something that looks like a print, because this not screwing around thing is about to go both ways. Vị trí số 10, Public Enemies, ra mắt năm 2009. Public Enemies ra mắt năm 2009 là một bộ phim về tiểu sử tên trộm nhà băng khét tiếng trong thời đại suy thoái ở nước Mỹ, John Dillinger. Phim kể về những năm cuối đời của John khi hắn cùng đồng bọn bị truy đuổi bởi nhân viên FBI Melvin Purvis. Public Enemies được giới mộ điệu ca ngợi với những thước phim đẹp đầy nghệ thuật. Phim đã tái hiện lại một cách rất sinh động thời kỳ đại suy thoái với những gam màu nâu và xám. Đặc biệt, đạo diễn Michael Mann còn chọn cho bộ phim của mình cách quay phim với độ phân giải cao, khiến cho bộ phim mang một bầu không khí như một phim phóng sự, vô cùng chân thực. Bên cạnh những đánh giá cao về hình ảnh, khán giả và các nhà phê bình cũng dành những lời khen có cánh cho hai nam diễn viên chính của phim, Johnny Depp và Christian Bale. Johnny đã cởi bỏ hình ảnh của Jack Sparrow cợt nhả quái tính của mình để hóa thân vào một John Dillinger nguy hiểm, sâu sắc, chứng minh đẳng cấp của một diễn viên Hollywood kỳ cựu. Vị trí số 9, Inside Man, ra mắt năm 2006. Inside Man. Sẽ thật là một thiếu sót nếu không đề cập tới Inside Man trong danh sách này. Inside Man là một bộ phim hình sự cay cấn được sản xuất năm 2006, được đạo diễn bởi Spike Lee. Bộ phim xoay quanh một trong những vụ cướp nhà băng được dàn dựng tinh xảo, chuẩn xác nhất từ trước đến nay trong lịch sử điện ảnh. Vai diễn Dalton Russell cho đến nay vẫn luôn là một trong những màn thể hiện xuất sắc nhất của Clive Owen. Tại đây, anh đã thực sự trở thành một tên trộm nhà nghề, tấn công vào ngân hàng thành phố New York. Kịch bản phim tinh tế, biến ảo khiến cho những sự việc tưởng chừng như hiển nhiên lại hàm chứa những bí mật không ai có thể tưởng tượng nổi. Inside Man tính đến nay là tác phẩm thành công nhất về mặt doanh thu của Spike Lee. Ngoài ra, người ta còn ví Inside Man như một bức tâm thư của đạo diễn gửi cho New York bằng những hình ảnh của một New York đẹp nhất, đa văn hóa, đa sắc màu nhất. They're gonna dump this whole mess in your lap. Vị trí số 8, Fast Five, ra mắt năm 2011. Trước phần 5 của Fast and Furious, series phim hành động này chỉ thuần túy là những bộ phim về đua xe. Fast Five được coi là một trang mới trong bước phát triển của cả series khi đã biến Fast and Furious thành bộ phim hình sự trộm cắp. Với sự thay đổi này, Fast Five đã thu hút được nhiều khán giả hơn và thành công hơn bất kỳ bộ phim nào trong cùng series trước đó. Fast Five cũng nhận được rất nhiều sự khen ngợi từ nhà phê bình phim ảnh. Đặc biệt, những pha hành động với sự góp mặt của Vin Diesel và Dwayne Johnson nổi bật lên và được cho là những giây phút tuyệt vời nhất của cả series Fast and Furious. Bộ phim ngay cả khi vừa mới ra mắt đã phá kỷ lục với doanh thu ngay trong tuần đầu tiên. Tổng doanh thu phòng vé của phim lên tới 625 triệu đô la Mỹ, ghi tên mình vào danh sách 100 phim điện ảnh có doanh thu cao nhất lịch sử tính đến nay. Vì vậy, Fast Five sẽ là một cái tích bạn không thể bỏ qua. Vị trí số 7, The Bank Job, ra mắt năm 2008. Jason Statham có lẽ là một cái tên quá quen thuộc với những ai thích thể loại phim hành động. Một trong những bộ phim có sự góp mặt của anh được yêu thích nhất cho tới hiện nay chính là The Bank Job. Bộ phim được dựng lên dựa trên một trong những phi vụ cướp ngân hàng khét tiếng nhất của nước Anh vào năm 1971. Khác
Khác với những bộ phim vừa được nhắc tới, phi vụ cướp ngân hàng trong The Bank Job được thực hiện bởi những kẻ nghiệp dư, cầm đầu bởi doanh nhân Terry do Jason Statham thủ vai. Sau khi biết được tin chuông báo động của ngân hàng sẽ được vô hiệu hóa trong vài ngày, Terry đã thành lập một nhóm trộm và đào đường hầm dẫn tới một két bảo hiểm được cho là chất đầy những viên đá quý, nhưng thực chất lại ẩn chứa những bí mật chính trị động trời. Sau khi ra mắt vào tháng 2 năm 2008 tại London, bộ phim đã đạt được nhiều thành công cả về doanh thu lẫn phê bình nghệ thuật. Kịch bản và diễn xuất của các diễn viên được đánh giá cao, nổi bật chính là Jason Statham khi anh xuất sắc hóa thân vào một doanh nhân cổ cồn bất đắc dĩ trở thành cướp nhà băng. Vị trí số 6, The Italian Job, ra mắt năm 2003. The Italian Job. Lại một bộ phim khác có sự góp mặt của Jason Statham, The Italian Job. Đây là một tác phẩm Hollywood được làm lại từ một bộ phim của anh cùng tên được sản xuất vào năm 1969. What are you going to do with your share? I'm going to get a 977 with 70 watt amps and Burr Brown DAC. Mặc dù có cùng tên và chủ đề, nhưng The Italian Job phim ở Mỹ năm 2003 đã có cốt truyện và tuyến nhân vật khác biệt hoàn toàn. John was like a father to me too, and I just can't move on until I've set things right. Bộ phim được đánh giá có sức sáng tạo mạnh mẽ, hết sức mới lạ so với những bộ phim về trộm cắp thông thường. The heist was perfect. Với một đoàn những chiếc xe Mini Cooper nhỏ xinh lượn lách trên đường phố, ai có thể biết được chúng đang mang trong mình số lượng vàng thỏi có trị giá lên tới 35 triệu đô. The Italian Job không đơn thuần chỉ là một bộ phim về trộm cắp hay những kế hoạch tẩu thoát thành công, nó là một bộ phim về những triết lý, ân oán và phản bội. The Italian Job đã gặt hái được vô số những thành công và trở thành một trong những bộ phim ăn khách nhất mà hãng phim Paramount sản xuất trong năm 2003. Jason Statham, Mos Def and Donald. You know this is never about the gold. Whatever helps you sleep at night, sweetheart. Vị trí số 5, Heat, ra mắt năm 1995. Where is he? How the hell would I know? Heat, người anh em cùng cha với Public Enemies, là một bộ phim hình sự Mỹ được sản xuất năm 1995 với sự có mặt của các diễn viên kỳ cựu như Robert De Niro, Al Pacino và Val Kilmer. Lại một lần nữa, đây cũng là một bộ phim được dựng lên bởi những chi tiết có thật. Heat là cuộc đấu trí giữa những tên trộm chuyên nghiệp và lực lượng cảnh sát. Al Pacino và Robert De Niro lần đầu tiên đối đầu với nhau trên màn ảnh đã tạo ra một bầu không khí nặng nề đến nghẹt thở. Hai nhân vật Neil McCauley do De Niro thủ vai và Vincent Hanna do Al Pacino thủ vai liên tục chơi trò mèo vờn chuột với nhau trên màn ảnh, khiến cho người xem không thể rời mắt khỏi màn hình dù chỉ là một phút. Bộ phim đen tối nhưng rất thật, mọi diễn viên đều tham gia tích cực, hóa thân xuất sắc vào nhân vật của mình. Heat được đánh giá rất cao bởi các nhà phê bình, phim đạt điểm số 8.2 trên trang IMDb, một điểm số khá cao với một bộ phim hành động kịch tính. Vị trí số 4, Point Break, ra mắt năm 1991. Trước The Matrix, Keanu Reeves đã ghi dấu ấn trong lòng khán giả với tài năng của mình với một tác phẩm mang tính biểu tượng, Point Break. Point Break là bộ phim được sản xuất năm 1991 bởi đạo diễn Kathleen Bigelow. Bộ phim kể về Johnny Utah do Keanu Reeves thủ vai, một nhân viên FBI mới vào nghề được giao cho nhiệm vụ trà trộn vào một nhóm người chơi lướt sóng, bị tình nghi có dính líu tới hàng loạt những vụ cướp ngân hàng gần đây. Tại đây, anh trở nên ngày càng thân thiết với thủ lĩnh của băng nhóm tội phạm Body. Biên kịch Peter Ellis đã rất xuất sắc khi tạo nên một câu chuyện với nhiều tầng sự thật chồng chéo. Ngay trong tuần đầu ra mắt, Point Break đã gặt hái được nhiều thành tựu đáng kể. Doanh thu phòng vé của phim chỉ đứng sau siêu phẩm The Terminator phần 2, Judgment Day. Hình ảnh những tên cướp nhà băng đeo những chiếc mặt nạ biếm họa của các vị tổng thống Mỹ đã trở thành một trong những hình ảnh mang tính biểu tượng khó quên trong lịch sử phim ảnh. Nếu bạn là một fan của dòng phim này, không thể bỏ qua Point Break. Vị trí số 3, The Usual Suspect, ra mắt năm 1995. The Usual Suspect được đạo diễn bởi Bryan Singer và biên kịch Christopher McQuarrie.
Bộ phim kể về những dòng hồi tưởng rối loạn của kẻ sống sót duy nhất sau một thảm họa đổ súng. Phim chủ yếu là những hồi tưởng và kể chuyện của mỗi nhân vật nên rất trúc trắc phức tạp, nhưng Christopher McQuarrie đã đem đến cho người xem một kiệt tác để đời. Những câu chuyện chồng chéo đến cuối cùng lại được giáp với nhau một cách hợp lý. The greatest trick the devil ever pulled was convincing the world he didn't exist. Có thể nói, kịch bản của The Usual Suspect là một trong những kịch bản xuất sắc nhất tính cho đến thời điểm hiện nay. Người xem dù là tinh tế nhất cũng không thể đoán được sự thật ẩn giấu ở cuối bộ phim. Nó khiến cho ta thực sự ngã ngửa và phải xem lại bộ phim đến lần thứ hai, thứ ba để tìm ra những manh mối được giải khắp toàn bộ phim. Cũng không hề ngạc nhiên khi bộ phim thu về giải thưởng cao quý Oscar cho kịch bản phim xuất sắc nhất năm 1995. Bạn đã quá chán những bộ phim mới xem 10 phút đầu đã đoán được kết thúc? The Usual Suspect chính là cứu cánh cho bạn. Vị trí số 2, Die Hard with a Vengeance, ra mắt năm 1995. Die Hard chính là series đã làm nên sự nghiệp của tài tử điện ảnh Bruce Willis, và bộ phim có liên quan đến cướp ngân hàng hay nhất trong series không nghi ngờ gì là Die Hard with a Vengeance. Dial 911. Tell the police to get up here quick. Somebody's about to get killed. Bộ phim thứ 3 trong series, giống phong cách của hai người anh em trước, Die Hard with a Vengeance có một lối dẫn dắt khá hài hước với một kịch bản gay cấn và kịch tính. John McClane và Jules Carver phải cùng nhau vận dụng hết trí óc của mình để cứu thành phố khỏi tay tên khủng bố người Đức trong khi hắn thực hiện phi vụ cướp ngân hàng của mình. Nghe có vẻ nặng nề và khó khăn, nhưng John McClane và Jules Carver vẫn không quên chọc cười khán giả bằng những tình huống trái khoáy sở góc rửa cười hay những câu thoại đơn giản mà hài hước. Đặc biệt nhất, nhịp điệu mà bộ phim tạo ra đúng chuẩn nhịp mà mọi phim hành động cần phải có, vô cùng gấp gáp khiến cho người xem lúc nào cũng phải ngồi trên mép ghế. Phim được 3 đề cử cho giải phim hành động hay nhất ở nhiều liên hoan phim nổi tiếng trên toàn thế giới. Die Hard with a Vengeance quả thật là một bộ phim hành động kiểu mẫu. Trước khi đến với vị trí thứ nhất, hãy cùng Tentacles điểm thêm một vài bộ phim xuất sắc ở thể loại này nhé. The Tower Heist, Stander hay Now You See Me. Vị trí số 1, The Town, ra mắt năm 2010. I'll see you again, this side or the other. Không chỉ là một người chồng tốt, một diễn viên tài năng, Ben Affleck còn là một đạo diễn đầy kinh nghiệm. Một trong những tác phẩm đáng nhớ nhất của anh chính là The Town. The Town ở đây ám chỉ tới Charlestown, một khu ở Boston, nơi mà tội ác được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác như một truyền thống gia đình. Ben Affleck trong vai Doc không thể vứt bỏ gánh nặng của việc kế thừa kể cả khi anh có muốn làm vậy. The Town tuy là bộ phim hành động nhưng lại rất nhân văn. Nó không chỉ là những cảnh xả súng, cướp ngân hàng hay rượt đuổi. Phim còn tập trung khai thác sâu tâm lý của từng nhân vật, đặt họ vào một hoàn cảnh éo le, yêu cầu họ phải đưa ra những quyết định khó khăn. Nếu Die Hard là một bộ phim hành động kiểu mẫu, thì The Town là một bộ phim kiểu mẫu. I just want you to know that you're gonna die in federal prison. Nó có tất cả mọi thứ, nhưng không thứ nào bị ngợp mà cái gì cũng vừa vặn cũng đủ. Nhịp phim đủ nhanh, tính nhân văn có và không thể không kể tới những giây phút nóng bỏng tuy ít nhưng chất của Blake Lively và Ben Affleck. Sau khi ra mắt, bộ phim nhận được vô số những phản hồi tích cực. Bản thân Ben và bộ phim cũng nhận được vô số những đề cử cũng như những giải thưởng danh giá khác nhau. Ben Affleck đã chứng minh cho Hollywood thấy mình là một diễn viên toàn diện xuất sắc, một đạo diễn với tương lai rộng mở. Trên đây là top 10 bộ phim về chủ đề cướp ngân hàng hay nhất mọi thời đại do Tentacles bình chọn. Còn những bộ phim thú vị nào khác, hãy comment ở phía dưới nhé. Sau đó like, share và subscribe Tentacles và Tentacles Movie để đón xem những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại. Và sau đây là một số review phim chúng mình đã thực hiện. Deadpool, The Rock, Gods of Egypt, The Danish Girl,